Đúng là thứ ba rồi nhỉ? Trời ơi, lẹ vậy trời. Ngày mai là ngày thứ tư gì, làm có nửa ngày là tới lễ rồi. Trời ơi, lẹ quá. Lẹ quá trời lẹ luôn. Để mình mở cái livestream mình lên. Mình gặp gỡ mọi người nhé. Đây. Tới công chuyện với tôi rồi. Để chờ có ai vô đây coi rồi sau đó mình sẽ tới công chuyện, tới vào công chuyện của mình. Đó. Chờ xíu nha cả nhà, để coi tôi chờ tôi share cái livestream của tôi vô đã. Đây, share livestream. Ủa share chưa ta? Ủa cái gì kỳ vậy trời, đúng là lúc nào cũng bị ngu cái vụ này ghê á. À cứ luôn bị ngu, chờ mình xíu nha. Hôm nay ủa đây còn sớm quá hay sao, nhưng mọi người chưa làm về trời, 8:30 đã chia vô 8:30 rồi chứ còn gì nữa. À đúng là chưa share thiệt luôn đó chứ, là. Chờ xíu nha, đây tới công chuyện rồi, đây share share. Ủa sao không thấy luôn ta? Sao tại sao không được vậy cả? Ờ thôi kệ đi, bỏ cuộc đi chứ giờ làm sao không thấy rõ. Ok rồi, hello hello. Trời ơi bữa hôm nay cả nhà vũ dữ lắm, sao giờ chưa về tới nhà vậy trời? Có người nào đang coi cho tôi cái comment để tôi biết có đang coi ta. Ui trời ơi, mình có cầu như chuyền vàng, thấy người sang quá. Thấy người giàu lên, giàu lên một cách rất là đột ngột luôn. Dạ rồi, tôi thấy như là đeo vàng có lý rồi cả nhà. Đeo vàng vô con người mình thấy nó sang ra, nó không có hạ cấp. Nhìn cực kỳ là sang. Sao tôi chưa thấy một cái comment nào của ai luôn á. Tôi muốn chào mọi người mà tôi không biết ai với ai đang coi livestream. Rồi cho một cái comment đi, chứ ngồi đó làm gì trời. À, được bao nhiêu người? Trời ơi, hello Kellen Nguyễn nè. Xin chào Kellen Nguyễn nè. Trời ơi, Giang Lê. Hey. Giang Lê, à, lý do tại sao mà cuối tuần tới á là anh sẽ đi Tampa và Orlando. Mà tại sao anh thấy em có cái post là ở Houston vậy? Lý do tại sao mà chúng ta giờ tách ra rồi, không còn gặp nhau được nữa vậy? Là ai vậy? Lý do tại sao? Nó hơi khổ. Hello Hà Lê, hello Kim Vũ. Bây giờ bắt đầu hứng rồi nha, giờ tới phiên phần công chuyện. Tôi nói hổng rày, tôi lo bị đi cà nhỏng riết chỗ này chỗ nọ mà chưa có về nhà nên không có làm livestream được. Để vài bữa tôi sẽ làm, cố gắng làm livestream, bất kể chỗ nào tôi đi tôi cũng làm livestream như vậy cho nó vui. Trước tiên cho Hùng khoe, Hùng đang làm một cái chương trình tặng 2.000 món quà cho 2.000 chủ tiệm nail hoặc là tiệm nail. Thì các anh chị nào mà muốn tham gia nhận quà vào Noel thì cứ message riêng cho Hùng cái địa chỉ và tên tiệm để Hùng biết đường Hùng gửi nhá. Lý do là sao mà Hùng muốn kêu message là bởi vì nếu mà mình comment ở trong cái live này hoặc là mình comment lên trên cái post á thì cái địa chỉ của mình nó bị expose. Tại vì trang Facebook của Hùng á là Hùng chơi public, bởi cho nên nó expose thì cái điều nhiều lúc nó không có tế nhị lắm, nó kỳ á. Cho nên nhắn tin riêng á thì Hùng sẽ được gửi quà cho khoảng tới tháng 12, hy vọng là sẽ món quà nó mỗi lúc nó một được nhiều quà hơn. Trước tiên á là so far đó là bây giờ Hùng nhận được 14 thùng quà của công ty Chisel. Rồi sau đó cộng thêm cũng được mười mấy thùng quà của công ty Quay Gel rồi. À, đang nhận được rồi, mới bung ra coi thử là quà cái gì đây thì bí mật chưa có nói được. Chờ các công ty khác gửi về rồi là tính tới. Công ty Not Palace thì đang trên đường gửi về rồi, quà của Pyramid thì cũng đang trên đường gửi về rồi, còn có nhiều công ty khác cũng đang có ý định xin quà. Nếu không có xin quà được thì xin voucher, xin giảm giá các kiểu để cho người nào xài được thì cứ xài. Hy vọng là được nhiều quà bỏ trong cái thùng đó rồi Hùng sẽ gửi đi để tặng Noel cho nó vui. Thì coi như đây là cái lòng ích của nhiều đi. Đây là một cái trò chơi Christmas để cho nó vui. Ngoài ra đó thì
cũng hy vọng là cả nhà được thấy được nhiều cái thương hiệu mới và những cái công việc mới để cho mình có thể hỗ trợ cho làm nail trong tương lai. Chứ bây giờ tiệm nail bây giờ nghe ai cũng than rên là ế, mà nó ế thiệt. Tôi thấy không phải là người ta nói quá mà nó ế thiệt cả nhà. Tôi không biết là cái tình trạng bây giờ là ông Địa với ông Thần Tài của người nail chúng ta là hai thằng cha này đi nhậu ở nơi nào hay là đã đi bay qua cái địa cầu nào rồi mà không có ủng hộ, phù hộ gì cho cái kỹ nghệ nail. Nail nó ế ngắt. Trời ơi, tôi nói nó ế tơi tả luôn. Ngày hôm nay là coi như là cái ngày chiến đấu cuối cùng của cái Thanksgiving rồi. Ngày mai là coi như làm có nửa ngày thôi, tại vì ai cũng xúm nhau về nhà lo đi chợ đi búa để nấu gà tây chứ đâu có biết là nail nó sẽ như thế nào. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cái mùa lễ rồi đó, mà tôi thấy ai cũng rên ế hết trơn á, mà nó ế đều nha cả nhà nghe. Không phải là người ta là hạ giá hay là chơi bùa chơi ngải đâu, nó ế hết toàn cầu đó. Mà nghe cũng đồn là vấn đề kinh tế, thì mình nghe thôi chứ tôi cũng không biết vấn đề kinh tế mình phải phân tích như thế nào. Nhưng mà mấy bữa trước là các con chó có lên có xuống, rồi cũng có thích là cũng có lên có xuống, rồi có nhiều người thì đồn. Ồ, có cái này là quan trọng nè, vì vấn đề chiến tranh của Israel, bởi cho nên nó cũng ảnh hưởng tới toàn cầu, đặc biệt nhất là ảnh hưởng tới người nail của mình trầm trọng luôn đó. Acetone bắt đầu lên giá và bán ít hàng lại, cho nên các anh chị nào làm nail thì nên để ý ở cái việc đó nghe. Không biết là cái giá như thế này nó sẽ lên mãi tới bao lâu, nhưng mà bởi vì nghe ảnh hưởng với đời chiến tranh cho nên là acetone đã lên giá rồi. Thì không biết lên bao lâu, tại vì á nhiều lúc tôi cũng nhiều chuyện tôi thắc mắc, tôi nói ủa tôi không có biết cái ông chủ công ty của acetone là ai, nhưng mà tôi biết supply với lại nhiều người ta bán acetone á, tôi cũng nhiều chuyện tôi hỏi cho ủa lý do mắc ô mắc gió gì chiến tranh liên quan tới lòng nail mà acetone nó lên giá vậy. Trời ơi, chiến tranh đó là dùng bom nó nổ mà chứ đâu liên quan tới acetone, bộ không lẽ nó dùng acetone nó đốt nhà hay vậy. Mà bao nhiêu acetone của người làm nail dọn qua bên Israel hết trơn. Cái nhiều người cũng đâu có biết ốc giáp gì đâu, cũng đồn qua đồn lại thôi. Chứ bây giờ mình biết cái nguyên do ở đâu. Cái người ta đồn nói là không có, tại vì á mấy cái hãng xưởng hóa chất á làm acetone hoặc là mấy cái hãng xưởng mà làm những cái vật liệu trong làm nail á, đại đa số là những công ty đó là những công ty Do Thái. Bởi cho nên khi á mà chiến tranh đó thì họ reroute công việc của họ. Họ gửi những cái hóa chất đó qua cái chỗ này chỗ nọ, hoặc là đi mua những cái hóa chất đó nó khó hơn, cho nên giờ giá thành nó sẽ được bơm lên. Tới đây tôi không biết làm acetone là như thế nào, mà nghe người ta đồn thôi là tới đây acetone á là nó là nước, rồi sau đó nó nhỏ cái gì đó vô đó, cái nó quậy nó biến thành acetone, thì nghe đồn thôi đó. Thì nghe đồn vậy tôi nghĩ nó cũng đúng, chứ giờ lấy acetone mà nó làm bằng nhân sâm bổ lượng hả, tiền đâu mà cho của đâu cho hết. Thì chắc đoán là cũng là nước lã rồi để nhỏ cái nước này nhỏ nước kia rồi nó thành ra hóa chất là acetone. Thì tôi nghĩ là đại loại nó cũng vậy. Nhưng mà cái thằng nhỏ đó, cái thằng nó nhỏ cái hóa chất đó đó, nó đang kẹt trong những đời chiến tranh. Rồi cái hóa chất nhỏ đó đó, nó cũng dính ở trong bơm đạn rồi. Tàu về nó chưa có chạy qua chạy lại, bởi trên giờ acetone nó lên giá. Cái kiểu đại loại nó làm vậy á. Thì bây giờ mình nghe được cái chuyện đó, ô trời cảm ơn Jennifer tặng 600 ngôi sao. 600 ngôi sao này của Facebook đang chia với Hùng 64 như làm nail vậy đó. Nhưng mà cũng có thể là đủ tiền cho Hùng mua ly Starbucks. Tiếng kêu Jennifer rất là nhiều. Đó, trò ở gì? Bỏ bé Ro Vincom, mình còn mấy chục thùng acetone giá bán rẻ, ai muốn mua ở gần thì mua. Nhưng mà ở đâu? Có mấy chục thùng rồi giờ kêu nguyên cái đám tới mua, ai mua được, ai không mua được. Trời ơi, rất là dễ thương, tôi cho luôn đây. Chứ mấy chục thùng bán làm vậy. Mà acetone mà nó lên giá đó thì chắc chắn á là alcohol nó cũng sẽ lên theo. Mà tôi nói cái alcohol mà nó lên theo rồi thì chắc là nước sơn các kiểu cái gì nó cũng sẽ lên theo. Thì cái kiểu mà lên vậy thì chắc làm sao á, supply nó cũng sẽ lên theo. Cho nên giờ giá nail mình lên trước đây rồi tính sao. Tôi nói hả, giá nail lên trước rồi cái gì cũng lên, mà đừng có lên lương thợ là được. Giờ lên lương thợ để ăn chi 64 rồi, giờ lên được 7382 tiền đâu đứa trả tiền già. Lương thợ đứng yên đây, đừng có lên gì hết trơn trọi á, chỉ lên những cái việc khác thôi. mà tôi nói á, khi nào nhận được kiếp hả, cho Hùng qua khoảng chừng 2-3 tuần nữa bắt đầu mới wrap kiếp và gửi ra, thì cái kiếp này nó sẽ là cái kiếp của Noel, cho nên là chờ tới cuối tháng đi, làm như đâu mà nôn nao với, để tôi đi gọi nhiều công ty tôi xin quà giùm cho.
từ từ rồi sẽ có, yên tâm đi. Đó là cái tình trạng của trong 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 cái chiến dịch mà trong trong cái vụ mà như quýnh giặc của Israel mà nó ảnh hưởng trực tiếp trong cộng đồng làm neo của mình. Đồng thời đó, nghe đồn từ Cali kéo dài qua tới Texas rồi Texas đã kéo dài qua Florida, có nghĩa là đi xuyên lục địa cả nước luôn. Có rất là nhiều người Israel đang sinh sống ở nước Mỹ, họ bắt đầu đi ghi danh vô tập bắn súng và mua súng phòng thân. Cái tin này nó lên trên mạng xã hội với lại trên lên mấy cái đài truyền hình. Tôi nghe cái tôi rủng rúng, tôi nói ủa có liên quan gì mắc ôn mắc gió gì phải cần mua súng chi trời. Tự nhiên quýnh giặc thì quýnh giặc, tại vì á người ta đổ thừa á, là có rất là nhiều người kỳ thị người Do Thái, bởi vì cái nước Do Thái họ đang mang bom đạn qua nổ ở cái dải Gaza, trong đó thì cũng có nhiều người Palestine đang sống ở đó, và người Palestine á thì đứng lên chống đối vấn đề chiến tranh là không cho bên Do Thái nổ bom, mà bây giờ khủng bố nó trốn ở trong đó không nổ nó làm sao bắt nó được. Tôi thì tôi không ủng hộ chiến tranh, dĩ nhiên là tôi đâu không có rành chiến tranh, nhưng mà mình nghe mình cũng có hợp lý chứ. Chứ bây giờ khủng bố nó trốn ở đó không nã nó nã ở đâu, trời ơi nó công khai nó ở đó mà, thì giờ mình phải nã nó thôi, thì giờ mình nã nó rồi nó ra đường làm trời làm thượng đó, rồi mình biết nó ở đâu là mình bắt, chứ giờ nó đã khủng bố nó trốn rồi mình biết nó ở đâu, chứ đừng nói chi. Tôi chỉ cầu mong làm sao với tụi khủng bố mày trốn đâu trốn, đừng trốn trong tiệm nail tụi tao nha tụi bay. Ai biết ở bên Gaza hoặc là Israel thì nó cũng có tiệm nail, trời ơi mấy ba trốn chỗ khác đừng có lũi vô tiệm nail những mấy ba. Trời ơi, dân Việt Nam nó nhiều chuyện lắm đó, mày mà trốn tiệm nail hả là nó cáo trạng, nó nã mày liền, nó khủng bố à. Mày khôn hồn mày đào lỗ mày trốn chỗ khác, đừng bao giờ tin dân Việt Nam tụi tao là một cái nơi trốn tuyệt đối nghe chưa. Trời ơi bà con nào mà làm nếu bên Israel nó biết khủng bố cũng la làng lên, trời ơi đừng có cho nó trốn, nên nó khủng bố rồi trốn vùng đó, đừng có cho nó trốn ở trong đó. Trời ơi Israel nó đem nó nã quá trời ơi kìa, mà tôi nói tôi coi vấn đề chiến tranh lâu lâu tôi cũng ngựa, nói nào ngay mình tại vì đeo ế tôi rảnh rảnh tôi cũng ngựa, tôi lên tôi am tường coi chiến tranh nó ra làm sao nghe, tại vì tôi cũng có cảm giác giống như là tới thời điểm này rồi á, tiếng Anh mình nhiều quá rồi, bây giờ mình văn minh rồi, tôi nghĩ tôi khôn ra rồi, tôi khôn dữ lắm, bởi cho nên tôi phải cần hiểu biết được có nhiều cái nó thật là đâu đâu cái nhà hiểu không. Tôi đọc chiến tranh tôi đây tôi đọc ra được cái việc này, tôi nói nó hay dữ lắm. Israel đó mấy chục năm nay đó nó nói là nó làm được cái mạng lưới bảo vệ cái bầu trời của nó, cái tôi thấy tôi nghe tôi cũng hoang mang, tôi nói ủa nó giống như là một cái đòn, nếu tưởng tượng giống như là một cái mành mành á để mà mình cắn ruồi hay vậy á, nó y chang vậy đó cả nhà, giống như Việt Nam mà mình ăn cơm á mình sợ ruồi muỗi nó bay vô cơm, mình lấy cái lòng bàn mình ập lại với cái tô cơm của mình đó để cho ruồi muỗi nó không có bay vô nó đậu. Trời ơi, Israel nó y đạn à cả nhà, nó làm cái lòng bàn nó ập vô trong cái nhà của nó, không phải là cái nhà mà cả nước của nó luôn không. Tao nói là bao nhiêu nạ đạn với lại bom đồ đó mà từ cái nước khác mà nó nã qua Israel đó là nó có cái lồng bàn nó che lại rồi, là mấy cái trái bom nó nổ trên trời chứ nó không có rớt xuống dưới đất, mà để nó nổ nó hư hại cái nước của người ta. Tôi nói rất khôn dễ sợ, tôi ngồi tôi suy nghĩ tôi nói ủa làm sao mà nó có thể làm được cái lồng bàn mà nó che hết cả cái nước nó hay vậy trời. Trời nếu mà làm được vậy tôi cũng muốn làm một cái lồng bàn để tôi che lại cái khu Việt Nam mình để cho bảo vệ cái nghề neo của mình luôn á. Trời đứa nào á làm cho tiệm neo tao tao lấy cái bàn lồng bàn tao đẩy lại, mày trả tiền mày mới được ra khỏi tiệm tao mày. Trời ơi, mày đừng có nghĩ tao không có cái lồng bàn rồi mình xách dép mày cuốn gói mày bỏ chạy tao ruột hoài, đó cũng rất là mệt đúng không. Tôi nói cái lồng bàn mà trùng cái tiệm nail của mình lại là bá chứ một chất lửa, khách nó mà vô đó là đòi hỏi tụi bay không có giảm giá hay là không có thợ hay là chờ lâu là cấm ra mày, tao lấy cái lồng bàn tao ụp lại là tao khóa cửa ngồi yên tại chỗ đi chờ tao mần con khác này xong rồi tao sẽ mần mày, cái kiểu nó vậy á. Tôi kiểu như tôi khôn ra cả nhà, người mình rảnh rỗi chứ mình khôn dữ lắm. Cái Israel nó y chang vậy, nó làm cái lồng bàn. Hóa ra là nó làm mấy cái gọi loại là gì ta, cái loại mà phá phi tiễn với lại phá lựu đạn gì của người ta đó nó ở dưới đất á, cái nó nghe mùi, tôi nói nó nghe mùi giỏi lắm. Trời ơi bom đạn mà từ cái nước khác mà đang bay trên đường bay qua nó nã cái Israel là ở đầu á, Israel nó ngửi mùi nó lấy súng nó bắn tạch 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 lên trên trời là nó nổ bom đạn ở trên trời, chứ đó cái bom đạn nó không có được có cơ hội rớt xuống đất luôn đó cả nhà. Tôi nói cái nước gì mà nó hay dễ sợ chưa, tôi nói nó khôn quá chứ làm cái kiểu đó rất là khôn. Trời ơi tôi ngồi cái tôi đọc ra xong cái tôi khôn, tôi cảm nghĩ tôi nói thật thằng này nó khôn, mấy đứa Do Thái sao nó khôn dữ trời, nó làm gì hay dữ trời. Cái tôi áp dụng trong cái tiệm nail cả nhà, trời ơi mình khôn mà áp dụng tiệm nail. Tôi nói bữa nào nghe tôi làm cái lồng bàn đó, tôi trùm lại cái khu đó là cái nail mà nó lên giá rồi á, tôi lấy cái lồng bàn tôi trùm vô
là cấm xuống giá, tất cả đều lên giá. Thợ giỏi nào mà vô cái lồng bàn này làm rồi cấm đi ra ngoài mở tiệm mày, mày vô đây mày làm hoài luôn. Trời ơi, như mình bảo vệ cái nghỉ nghệ của mình, cả nhà hiểu không? Trời, tôi nghĩ nó gì đó rất là khôn á, cả nhà, tôi nói rất là khôn đó. Còn cái này nữa nè, tôi nghe trên trên tin tức đó nghe, cái này là tin tức đàng hoàng á. Chẳng qua là tại vì tôi có cái máu nhiều chị ăn, chứ tôi không phải là cái người nén chạy ăn. Hai cái lập luận nó khác nhau, tôi không hiểu cả nhà là tiếng gì có mắc cóc chưa, nhưng tôi phân tích cho nghe. Nhiều chị ăn á là con người rất là tốt lòng, con người lương thiện, có cái tánh mà chia sẻ rất là cao. Mình biết cái chuyện này, mình nói cái chuyện này cho người khác nghe, để cho người ta hiểu được cái câu chuyện đó nghiêm trọng đến cỡ nào. Nếu nói ra đó là tất cả những người đang coi livestream của tôi là phải cần cảm ơn tôi một lời cảm ơn, là do tôi nhiều chuyện, là tại tôi có lòng tốt mà, tại tôi lương thiện quá mà. Trời ơi, tôi kể những cái câu chuyện mà tôi biết đó, tôi chia sẻ cho cả nhà nghe để cả nhà có thể tiết kiệm được thời gian đi tìm tòi câu chuyện, có phải tôi là người tốt chưa? Tính ra phân tích là cái người nhiều chuyện đó là con người phải nên được biểu dương. Trời ơi, tôi nói hả, cái xã hội này á, có một ngày nào đó mà đi thi giải nhiều chuyện là chắc tôi sẽ đăng ký đi thi liền ra cả nhà. Tại tôi tốt quá mà, tôi nên được đời cử cả nhà, tôi nên được lãnh giải cả nhà. Tại tôi thấy tôi tốt mà, tại tôi tốt quá thì tốt. Tôi biết cái câu chuyện gì á, tôi không có kiểu giống như là ích kỷ, giữ câu chuyện cho bản thân tôi lên đây tôi khai ra, tôi kể cho người ta nghe. Trời ơi, nhiều lúc á nha, tôi ở trong tiệm nail tôi cũng phải cầm điện thoại tôi gọi qua tiệm khác tôi kể cho người ta nghe. Ơi, cái tiệm kia nó ế kìa đây, trời, cái tiệm kia nó mới đổi chủ kìa, bà nội cha sao nó xuống giá quá trời đất. Tôi kể hết, trời ơi, tôi phải kể, tôi biết cái gì mình kể cho người ta nghe, đó là cái lòng tốt của mình đó, chứ còn gì nữa. Cái tấm chân tình đó cả nhà. Đó, còn cái dựng chuyện á là cái như vậy, là chuyện không có nói có. Còn cái chuyện mà không nó rảnh rỗi quá, nó xuyên tạc, đó là dựng chuyện. Thì dựng chuyện nó là xấu cả nhà, nhưng nhiều chuyện nó là tốt. Cả nhà hiểu được hai cái tốt và xấu nó cách xa vậy vậy không? Đó, nếu giống cái âm dương vậy đó. Trời ơi, dĩ nhiên cái xấu thì mình né đi, là mình đừng có dựng chuyện. Nhưng cái nhiều chuyện là cái tốt thì mình nên tham gia, để cho mình bảo vệ cái câu chuyện nó được đi xa hơn. Cả nhà hiểu không? Đó, tôi thì tôi nghĩ đơn giản, tôi phân tích tiếng Việt nó rất là cặn kỹ. Bởi vì cho nên từ cái lúc mà tôi hiểu được cái chữ nhiều chuyện, cái tầm quan trọng nhiều chuyện trên cái cuộc đời này nó như thế nào đó, là tôi cảm thấy tôi bị đam mê và cuốn hút vô cái chữ nhiều chuyện. Từ lúc đó là tôi phải cần nhiều chuyện hăng say hơn, để cho mình cảm thấy là mình được hoàn thiện hơn. Cả nhà hiểu không? Cũng giống như là nếu mà nói vấn đề trong vấn đề mà và Phật pháp đó, là tôi là người đang tạo phước đó cả nhà. Bởi cho nên tôi phải cần được yêu thương, tôi phải cần được có phước. Tại vì á, tôi biết cái gì là tôi khai ra cái nấy, đó cho tiết kiệm người ta thời gian, người ta không có cần phải đi truy luận những cái câu chuyện đó để làm vậy, đấy chưa? Vợ tôi nói cái chuyện đó là cái chuyện tốt, chúng ta nên hiểu được cái tầm quan trọng của nhiều chuyện, và chúng ta phải nên ủng hộ nhau, và chúng ta cùng bùng nổ với nhau để cho cái nhiều chuyện này nó được truyền rất là rộng rã hơn, đúng không cả nhà? Như vậy nó tôi thấy cái điều đó nó rất là hay chứ, cái điều đó rất là quan trọng ở trong cái tiệm nail, trong phải dẫn chơi đâu. Trời ơi, quan trọng gì lắm, nó trong phải dẫn chơi đâu. Đây, tôi đã nhiều chuyện cái chuyện này cho cả nhà nghe. Amazon mới công khai là mua xe hơi mà mua trên Amazon. Cái bà nội cha nó, trời ơi, cái tôi nói thằng Amazon nó rất là khôn. Cái thằng mà nó điều hành của Amazon làm như cái thằng đó, nó không có tóc hay gì đâu mà não nó rất là lớn. Tức là thằng giàu của Amazon đó, quên cái tên nó gì rồi, cái thằng mà tôi nói, cái thằng nó cái nhìn nó không có tóc, nó hay dễ sợ luôn vậy. Mà không nhận mấy đứa không có tóc nó khùng dữ lắm. Nó đi gọi cái công ty xe Hyundai, nó nói Hyundai, mày đi làm xe hơi rồi mày phải gửi xe hơi mày qua thành phố này thành phố nọ, rồi mày phải mướn nhân viên, rồi mày phải tổ chức cái location đó, mày bán xe hơi nó mệt quá. Bây giờ đây này nó nôn nóng cái nhiều chuyện của tôi hay gì đó. Tôi tắt nó rồi. Thật, tôi đang live stream mà tự nhiên mày gọi cái thằng này thiệt á, chứ bữa tao xử mày sao. Thật, live stream mà tao đang live stream, tao đâu có rảnh đâu mà nói chuyện. Thì nhiều chuyện có một đứa làm sao mà tao có thể trao đổi với biết bao nhiêu con người đang nhiều chuyện với tao. Cái lợi cái hại rõ ràng tao biết phân tích chứ, đang nhiều chuyện với rất là nhiều người, nó sẽ lợi hơn là nhiều chuyện một đứa. Khi nào tiệm tao ế đây rồi tao sẽ gọi tận thằng, trời, có việc yên tâm, ngày mai tao gọi lại, mai tao gọi lại. Giờ trở lại cái câu chuyện nhiều chuyện của chúng ta. Amazon bây giờ nó bán xe hơi ở trên cái mạng lưới. Tôi thấy cái điểm này rất là hay. Amazon nó mà bán nghe, tôi chắc chắn là tôi sẽ mua thử một chiếc xe hơi trên Amazon. Tại vì tôi tưởng tượng là nó rất là đơn giản và tiện lợi. Thứ nhất là tôi có Amazon Prime, nó gửi toàn là miễn phí không, nó không có trả tiền tôi. Nhiều lúc mà tôi mua mấy cái đồ nào mà vật dụng gia đình á,
mà loại cấp tốc á, nó gửi overnight cho tôi luôn. Ví dụ như là tôi mua một bó giấy xúc nhà hết, giấy đắp bọt, hay là nhiều lúc tôi mua xà bông đó, thì nó gửi rất là lẹ, nó gửi rất lẹ, tôi không cần phải đi ra ngoài tiệm tôi mua luôn, mà giá thành nó cũng rẻ. Giờ xe hơi cũng vậy, tôi lên xe hơi tôi liệt kê ra, tôi qua thử là xe hơi nó nhiều, bấm cái hẹn qua ngày mai chiếc xe hơi nó chạy tới nhà, nó deliver cho mình rồi mình ký tên rẹt rẹt lấy xe chạy vòng vòng thôi. Tôi nói hả, làm buôn bán cái kiểu đó rất là hay, tôi thấy á, là tôi thích đó cả nhà, tôi thích và tôi sẽ ủng hộ Amazon buôn bán xe hơi trên mạng lưới Amazon. Cái tự nhiên tôi đọc cái tin tức này tôi khôn ra nữa, tôi nói con người tôi hay khôn lắm, nó khôn thường trực, nó khôn tôi khôn dê kêu luôn đó cả nhà. Làm như là một ngày mà tôi không có khôn ra là tôi ăn ngủ không có được. Cái kiểu nó như vậy á. Cái kiểu giống như là trời cho mỗi người có mỗi cái sứ mạng rồi cả nhà, hiểu không? Giống như là ông trời ông phải bắt tôi là phải khôn ra, phải đẻ những cái gì mà nó khôn ra, nó phải gọi là hỗ trợ trong cái sự mà nhiều chuyện toàn cầu của tôi hay cái gì ở cả nhà. Đó, tôi thấy Amazon nó làm cái tự nhiên cái tôi khôn ra, tôi nghĩ chứ. Trời ơi, nếu mà Amazon mà nó làm được xe hơi, tại sao Amazon nó không chịu làm neo luôn ta? Phải chi mà bây giờ tôi sẽ gọi liên lạc thằng Amazon. Tôi sẽ yêu cầu là Amazon là mày deliver khách tới tiệm cho mình. Cái điều này hay nha cả nhà nghe. Tôi thấy làm được cái điều này rất là hay. Để tôi thử tìm cách là tôi gọi thằng Amazon. Ai có cái số điện thoại của Amazon đó cho tôi đi, để tôi gọi thằng Amazon. Thí dụ, tiệm neo của mình đang ế đi. Thợ mình đang ngồi chơi nói chuyện tào lao nhiều quá, cái mình bấm vô cái nút Amazon, tiệm đang ế, yêu cầu Amazon deliver khách tới, tự nhiên khách ở đâu nó ập vô, rồi cái mình làm cho đã, rồi sau đó cái qua ngày mai nó ế cái mình bấm nữa, thì dĩ nhiên là nó cũng phải xây dòng, ăn đồng chia đủ. Tiệm nail Việt Nam của chúng ta nó quá là nhiều đi, thì nó cũng phải sắp xếp thứ tự. Thí dụ như trong cái xóm của tôi, nó gồm có là 5 thằng tiệm nail ở trong một cái xóm của tôi. 5 thằng nó không có ưa nhau, tại vì 5 thằng nó đang cạnh tranh nhau thì cũng phải xếp hàng. Tiệm tao ở trước mày, tao ấn cái nút deliver của Amazon deliver khách cho tao trước. Khách mà nó vô tao hốt hết rồi á, tao không có chỗ chứa nữa, tao phiền phần của mày. Mày mới ấn nút cho Amazon nó deliver khách của mày tới. Rồi cái thằng kia nó cứ xây cái xà dòng. Tôi thấy cái điểm này nó rất là hay đó cả nhà. Thật ra trong tiệm nail của mình đâu có cần mà phải lấy hết cả cái thời gian. Mình thí dụ như giờ chỉ cần á, bình quân tôi tính rồi, trời tôi khôn lắm. Tôi nói là tôi phải dùng máy tính tôi tính. Trời tôi nói tới đâu là tôi tính tới đó. Trời người tôi khôn mà, từ cái lúc mà tôi có bằng nail và tôi có quốc tịch Mỹ rồi là tôi nói là tôi khôn dê kêu luôn. Trời ơi. Tại đây, một đứa thợ nail làm mà kiểu như là enjoy cuộc đời chỉ cần 10 người khách thôi là đủ chứ không cần phải nhiều khách. Trong tiệm nail cái kích cỡ nó khác nhau. Mình cứ đòi hỏi cái thằng Amazon. Thí dụ tôi gọi Amazon, à Amazon, hôm nay thợ tao nó nhậu nó nghỉ ráo trơn, còn chỉ có 9 đứa. Bình quân 9 đứa là 10 người khách một đứa, tao cần 90 khách hôm nay. Can you please deliver 90 client to my new salon? Nó deliver tôi cấp cái bục. Done, we done off the day. Chẳng hạn cái nhà hiểu không? Đó, bữa nào mà tiệm của mình là tự nhiên á tốt gió, mình được 20 thợ thì gọi lại Amazon, I got 20 nail technician right now, Amazon, I request you deliver 20 client right now, later I'm busy, you cut off, chẳng hạn vậy. Tôi nói cái kế này nó sẽ hay, tôi nói là nó hay lắm, nó hay cho cả ba, nó hay cho công ty Amazon, tại Amazon nó là cái công ty nó chuyên nó deliver mà. Chiếc xe hơi nó còn deliver ủng hộ chi là con người làm nail, thì nó deliver của khách nail tới thôi chứ có gì đâu. Nó cũng nằm trong cái phạm vi của công ty Amazon. Mình là thợ nail, mình cũng làm nail, cũng y chang vậy thôi, cũng nằm trong cái phạm vi của mình, đúng không? Mà khách nail nó đang cần làm nail, nó đang rảnh rỗi thì nó dùng cái Amazon Prime của nó, thì khách đi của Amazon nó deliver cái delivery khách Prime của nó tới, nó không có chạc tiền deliver hay cái gì đó. Đó thì nó cũng lợi được đôi bên, là ba chúng ta đều lợi hết, là mình sẽ tương trợ cái economy này nó lên một cái tầng cao hơn nữa. Là bà con thấy cái ý kiến đó, ta thấy nó hay dễ sợ chưa? Tôi nói nó hay, thậm chí nó hay thôi mà con người làm nail của mình nó sẽ được an tâm. Thứ nhất là cái khách này là cái khách prime deliver từ công ty Amazon, khách này nó không có giật tiền đó. Mày muốn khiếu nại hay là mày muốn complain, mày mét qua Amazon,
Amazon nó sẽ review, rồi sau đó tao nói chuyện với Amazon sao, chứ không phải mày về nhà mày cào cấu ai đó rồi mày cái đổi thừa là móng tay nó gãy là do tụi làm neo. Không có mang vốn, và Amazon nó mang vốn cần. Nói trước vô tiệm của anh làm á là trả tiền trước trả Amazon. Mày muốn chạy đâu chạy mày, tao khỏi cần phải xách dép rượt theo, mệt quá. Làm trăm Amazon trả đúng trăm, vũ bộ móng trăm. Khi nào mà Amazon trả 200, tao sẽ vũ bộ móng 200. Còn ngoài ra là vừa đủ thôi, tiền thiếp cũng phải qua Amazon. Rồi Amazon nó trả ngược lại mình. Có phải là mình là, tiếng Anh nó gọi là win-win situation gì đó cả nhà. Tôi nói là cái khôn lắm, đúng rồi đó, cái chữ đó đó là win-win situation đó. Đó là có nghĩa là chúng ta toàn thắng đó cả nhà. Chứ không có một đứa thắng mà cả đám cùng thắng luôn. Tôi nói cái ý này hay. Hay. Tôi nói bữa nào tôi hướng dẫn thằng Amazon luôn. Tôi nói để tao hiếm kế cho bay. Trời ơi, tại vì tụi tao làm neo rảnh mà, cho nên tụi tao đầu óc rất là phóng khoáng. Trời, tao nói hả, chưa chắc mà con AI robot của thằng Google mà nó khôn bằng tao, chưa chắc là cái con Siri mà của thằng Apple nó khôn bằng tao. Chẳng qua là cái con Siri đó là cái con robot, nó được nhiều thông tin của con trên mạng, trên con Google, nên nó khôn ra thôi. Cho hiến kế sức máy nó bằng tiền bằng người làm neo của chúng ta, đúng không? Điển hình như tôi nói với Amazon như nè, đằng nào mày cũng có mấy chiếc xe deliver hàng là cái tên tuổi Amazon. Mà bây giờ hồi xưa mày deliver một chiếc xe nhỏ, mày không có đủ chứa đồ, rồi mày chuyển qua xe truck, bây giờ mày chuyển qua xe bus đi. Chuyển qua xe bus, nó cũng có ghế ngồi, có seat belt luôn. Cái mày gom hết tất cả khách làm neo tập trung chỗ, cái mày đi deliver khách làm neo tới cái tiệm neo của tao, mày tháo nguyên chiếc xe bus vô, có phải là tao làm việc cho cái Amazon của mày không chưa? Đúng là chúng ta cả nhà thấy cái ý kiến đó rất là hay không? Mày đừng có deliver chi, từng đứa nó rất là mệt. Yên tâm, tụi tao làm neo tụi tao biết đua. Trời ơi, coi mặt bắt hình dong, móng ngắn thì tao làm là khoảng chừng 5 đứa một tiếng đồng hồ, móng dài thì 2-3 đứa, khó chịu thì tôi làm được 2 đứa trong 1 tiếng. Còn nếu mà super khó chịu tao làm ít nhất cũng 1 tiếng 1 đứa. Bởi cho nên coi mặt bắt hình dong, bữa nào mà ế tao cho một cái promotion cấm khách cà chớn và khách khó chịu tới là today is a easy client day. Ngày nào mà khách khó chịu tao sẽ thấy chưa? Miss Call đang live stream, Trời ơi, đang live stream và gọi. Rồi, hết gọi, tắt luôn. Gọi nữa là không được. Trời ơi, tao đang nhiều chuyện, lên đây đi. Nhiều chuyện nó gì mà nhiều chuyện ghê dễ sợ luôn đó. Mới vừa có cú gọi thôi tự nhiên tuột view, thấy chưa? Trời, tuột view cái này chắc nó tuột quần luôn quá. Thiệt á, đang nói chuyện là bày mua liên hiến kế là tự nhiên thằng vô duyên. Đó. Bà con thấy cái hiến kế của tôi rất là hay chưa? Trời ơi, Amazon nó có chiếc xe bus, nó gọi là the new bus of the Amazon. Tôi có một cái kế hoạch rất là chu tường cho thằng Amazon đó cả nhà. Tôi nói là Amazon á, mày khôn hồn á, mà mày muốn làm ăn với tụi Việt Nam làm neo, mày cứ gọi tao đi. Mày gọi tao hiến kế cho Amazon. I make you rich, Amazon. I swear, become my idea and all my neo people working hard. Mày chỉ cần để cái bot của mày tên là The Neo Bot of Amazon. Mày tới cái chỗ cục đèn, mày qua hết bao nhiêu khách làm neo trên Amazon lên chiếc xe bot. Mày bấm cái nút Amazon nó chạy thẳng tới một cái tiệm neo. Rồi sau đó mày lùa hết bao nhiêu khách đó vô đó. Vô đó, ví dụ như bây giờ cái xe bus nó có 40-50 thợ, 40-50 khách, mà tiệm neo mình chỉ có 10-20 thợ thôi. Thì chờ, tôi sẽ ra tôi phục vụ cho chủ tiệm neo, phục vụ cho nước ngọt uống nè, cho trẻ giò ăn, muốn ăn phở, ăn cơm sườn gì đó order trước, mình phục vụ tối đa. Rồi sau đó khách qua Amazon giống như là khách VIP AIP gì đó, lên làm neo, trời ơi làm cho đã xong, lên chiếc xe bus Amazon deliver ngược lại cái chỗ nào wherever you belong thì Amazon sẽ trở lại ngược cho you. Tiền bạc là khỏi cần phải mang theo, ăn cướp ăn trộm chi cho mắc công, Amazon nó tự trả. Bởi tôi nói cái điểm này là một cái điểm nó rất là hay. Amazon đang partnership với lại công ty Hyundai để làm ra cái việc này. Tôi thấy cái điểm này là cái điểm cực kỳ là hay luôn đó cả nhà. Có cái này nè, vấn đề ở Chicago, bây giờ tôi nhiều chuyện ở Chicago chẳng có cả nhà nghe. Còn cái này mới đọc được, rất lạ. London mới bán đấu giá một chai rượu whisky lên tới 2.7 triệu đô la.
bà nội trả một cái rượu mà nó đấu giá tới 2 triệu 7 đô la. Nếu mà Việt Nam mình mang một cái chai nước mắm ra đấu giá lên 1 triệu đô la chắc là cũng huy hoàng lắm chứ. Tại vì tôi không biết là cái whisky là nó làm ở đâu, nó làm ở Scotland là Á Nhĩ Lan hay là nó làm ở bên Pháp. Nhưng thật ra Việt Nam mình rất nổi tiếng là làm về nước mắm. Tại sao mình không chịu đem nước mắm ra mình đấu giá ta? Ví dụ như là tôi là dân Phan Thiết nè, thì á có thể là cái gì Tôn Ngộ Không không bằng là cái gì ba, cái gì á David khờ khờ sờ sờ, trời ơi không, Tôn Ngộ Không cũng không bằng là sao, khó hiểu khó hiểu. Khó hiểu, bỏ qua bỏ qua. Tôi thấy là uống rượu mà nó đi đấu giá tới 2 triệu 7 đô la một chai whisky tại London mới vừa được đấu giá. Tôi biết lý do tại sao mà cái suất mà cái rượu đó nhiều người ta đấu giá đến như vậy. Có cái này là cái tôi thấy là có rất là nhiều công ty lớn như Walmart, Target. Mấy năm về trước họ làm ra một cái hệ thống gọi là self check in. Tôi nói nào ngay tôi cũng ngựa ngựa. Tôi vô tôi shopping, tôi rất là thích self check in tại vì mình có cảm giác giống như là để mình thử coi mình tự tính tiền, mình scan rồi mình trả tiền rồi này nọ nó như thế nào. Đồng thời mình xếp hàng vô cái con người mà tự trả tiền nó hơi lâu. Bởi trên tôi cũng rất là mê cái hệ thống là self check in, self check out. Bây giờ tất cả những công ty lớn đó cùng lên tiếng với truyền thông là họ sẽ cắt đi cái chương trình là self check out. Bây giờ họ phải mướn người vào đứng ở chức vụ tính tiền để cho những người mà đi shopping trong tiệm tới mang đồ tới cho những người nhân viên đó tính tiền, với một cái lý do rất đơn giản, nó không có chịu trả tiền, mấy cái đứa đang cắp quá đi cho nên người ta sợ. Cái người ta mới phát hiện ra ở một cái điểm này có nhiều người á đi mua đồ trong cái tiệm qua mạc chẳng hạn, đem ra đó đi tính tiền thì người ta tính tiền cái mặt hàng cao, họ trả tiền thấp xuống để họ ăn gian. Thí dụ như đi mua một trái chuối, tao nói chuối thôi nó cũng có rất là nhiều giá nha cả nhà nha. Chuối dài, chuối ngắn, chuối đen, chuối 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 Việt Nam nhiều kích cỡ khác nhau, chuối khô, chuối có hột và chuối không có hột. Rồi sau đó còn ngược lại là chuối phân bón, là phân bón kiểu gì, phân bón kiểu như là công nghiệp hay là chuối sống lên tự nhiên, chuối organic, chuối không có hóa chất, đủ loại chuối. Nói chung là mỗi trái chuối nó đều có cái giá tiền khác nhau. Nhiều người vô lấy chuối giá cao ra tính tiền giá chuối thấp, ăn gian cái khoản đó, nó không ăn cắp nữa, nó không ăn trộm nữa, mà nó chỉ có gian lận bằng cách tính tiền thôi. Vì cái điểm đó qua mạc lỗ quá trời tiền, bây giờ qua mạc bắt đầu mới lên tiếng. Qua mạc nói chứ, tao tưởng đâu tao là công ty ủng hộ cho cái kỹ nghệ technology, đứa nào mà nghĩ kế ra, ví dụ như cái máy tính tiền hay là cái hệ thống gì mà nó gọi là văn minh nhân văn của chân nhân loại, tao ủng hộ cho cái kỹ nghệ đó. Đồng thời cái nước Mỹ chúng ta là một cái nước Mỹ nó rất là văn minh, bởi cho nên tao cũng muốn nâng cái tầng cấp đi chợ shopping nó lên một cách nó cao hơn. Đó, tao làm ra cái hệ thống là tự trả tiền. Bây giờ tụi bay qua mặt tao quá, tao lỗ. Bởi vì tao nhất định là không thể nào cho tụi qua mặt nữa. Tao muốn nhân viên vô, bỏ hết hệ thống tự động check out, đi qua nhân viên bán hàng đó tự check out, sắp hàng ngược hàng lại trở lại. Đó, qua mặt lên tiếng. Thì cũng có một số người chuyên đi shopping của qua mặt, mà chuyên sống và research trong cái vấn đề mà thị trường kinh tế, người ta cũng lên tiếng. Qua mặt, mày nói làm như mày thánh nhân á, làm như mày ngon lành dữ lắm vậy á. Cho tụi bay không phải à, tụi bay cũng nổi điên nổi loạn. Tự nhiên tao là khách đi shopping nè, tao là khách đi shopping cho đâu phải là nhân viên của mày đâu, mà tự nhiên mày kêu tao ra tự tính tiền, tự lấy đồ, tự ra tính tiền, tự bỏ trong cái giỏ sách rồi tự đẩy xe ra ngoài, cái gì cũng tự 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 tự. Ủa tao đâu phải nhân viên mày đâu, tao là người đi shopping mà. Tao là người đi shopping, đáng lẽ là tao phải là được thừa hưởng cái vấn đề là người mày tôi phải phục vụ cho tao, đúng không? Tao cần khiêng khiêng này khiêng cái nọ, mày phải có nhân viên khiêng. Bây giờ mày bắt tao khiêng rồi ra chỗ tính tiền, nhân viên cũng phải có tính tiền, tự nhiên giờ mày bắt tao tính tiền. Rồi ngay cả cái bị ni lông mày cũng kêu tao tự mang cái bị ni lông vô đây rồi lấy đồ bỏ vô trong bị ni lông, nếu không mày trả tiền tao mấy xe nó cái bị ni lông, có phải là bóc lột không? Tao là nhân viên đi shopping, bây giờ mày biến tao nhân viên của mày luôn. Ủa mày vô duyên giới sợ vậy? Người ta cãi lại, người ta nói á, cái hệ thống này của mày á không phải là mất tiền,
mà mày đổi ý, mà mày nên làm cái điều đó, bởi vì á mày quá là vô duyên. Trời ơi, bao nhiêu năm nay á là tụi tao chịu vô duyên đủ rồi. Cái tự nhiên tôi nghe cái kiểu mà người ta chửi, cái tự nhiên tôi chột dạ. Tôi chột dạ cái tôi nói chứ. Sao người ta chửi đúng cái thằng Quang Mạc vậy trời? Thì vậy là không rầy là tôi ngựa tôi vô Quang Mạc, tôi tự tính tiền là tôi cũng dại dột. Ủa mình là xài tiền ở trong đó, mình cũng muốn được người ta phục vụ mình chứ sao điên. Bây giờ tôi cảm thấy tôi còn ở cái thằng Quang Mạc vậy đó. Trời ơi, có một lần nghe tôi vô đó tôi mua cái tivi. Mà tôi nói cái tivi của nhà tôi làm như giờ là mỗi lúc cái tivi nó càng bự, cái tính tôi cũng tham. Tôi không muốn mua cái tivi 32 inch, tôi mua cái tivi là tới 65 inch. Đây nè, cái tivi này 65 inch sau lưng tôi đây. Tôi cũng ngựa ham mua cái tivi 65 inch. Trời ơi, mình tôi lui đâu có nổi đâu. Tôi nói nào nghe, trời ơi, tôi chuột rồi này, con nhỏ cũng bự dữ lắm. Nói chung là nó cũng bự, nó không có bự lắm nhưng nó cũng bự. Và tôi lôi cái tivi đó đi, lên. Tại vì á, cái chiếc xe trong qua bạc tôi để cái tivi tôi lên đó không có dựa. Một mình tôi khiêng cái tivi không có được. Tôi đi bấm chuông, tôi gọi thằng nhân viên qua mạc tới phụ khiêng cái tivi. Nó trả lời luôn không có nhân viên, muốn lấy gì tự khiêng đây. Trời ơi, nó kêu tôi khiêng cái tivi đi, ở nơi ra vậy đó. Tôi lôi cái tivi đi cà lết. Tôi nói ha, tôi không sợ trầy cái tivi, tôi cũng không sợ trầy cái sàn nhà, tôi lôi luôn. Chứ bây giờ khiêng lên chiếc xe khiêng đâu có nổi đâu. Đó, tôi lôi cái tivi ra cái chỗ tính tiền. Rồi cái thằng security cũng chỉ tôi, mày tự tính tiền cái tivi về đây. Tôi tự tính tiền vô, rồi tôi cũng tự lôi cái tivi tôi ra, tôi tự để lên trên xe. Trời ơi, cái tự nhiên bây giờ tôi nghe người ta chửi thằng Hoa Mạc, cái tôi cũng hù cho tôi nói, đúng ha. Trời ơi, đứng lý ra lúc đó tao là khách hàng, tao mua cái tivi, tụi em phải phục vụ. Trời ơi, mày phải gửi nô tì con ở rồi tới phụ khiêng cái tivi cho tao. Trời ơi, lỡ tao lôi cái tivi rồi tao chợt té, tao té hay tivi nó đè gãy họng tao, thằng nào nó đền. Trời ơi, tôi cũng quên cái vụ đó luôn á cả nhà. Hóa ra bao nhiêu năm nay là tôi để cho thằng Hoa Vàng nó bóc lột tôi hết trơn đó cả nhà. Cái bây giờ tôi cảm thấy nó rất là khôn tôi á, tôi thấy là tôi tin theo cái suy nghĩ nó thay đổi. Hoa Mạc, Target, tất cả đều phải nên là chuyển lại hệ thống cũ, dẹp đi cái hệ thống tự tính tiền. Rồi cũng có bỏ con người vô để cho con người tự tính tiền rồi này nọ với người ta để cho nó vui, đúng không cả nhà? Chứ tự nhiên bây giờ cả nhà nghĩ có một ngày nào đó bao nhiêu người khách neo vô tiệm neo của mình tự làm rồi tự đi về tự trả tiền. Trời ơi, thì cái thế gian này làm gì có thợ neo nữa, làm sao mà có thể có thợ neo nữa. Cũng giống như là mấy năm về trước Target có công khai có cái máy tự động sơn khách neo đó, bao nhiêu người neo khách neo đi vô qua mạc đi shopping đi tình tang trọt tay vô trả 10 đồng lấy cái thẻ QR code quẹt cái tự nhiên cái qua mạc có cái máy nó sơn ra cái ngón tay. Trời sơn cái kiểu này á là gì thôi, thợ neo ngồi chơi chứ làm gì giờ. Mình thợ neo còn khách vô để mình sơn, tự nhiên giờ khách vô qua mạc cái thoa gạch sơn hết trơn, có phải nổi điên không? Trời ơi, cái lúc đó tôi ra tôi cũng nổi điên lắm luôn á. Cái tôi nói ủa sao cái qua mạc nó vô duyên vậy trời, nó giết cái kỹ nghệ neo vậy trời. Tôi định ra kêu gọi là tẩy chay, không có sắp binh cái thằng qua mạc nữa đó cả nhà. Nhưng mà nói nào ngay, tôi không phải là cái mỏ tôi ào ào chứ thật ra tôi cũng phải lương thiện chứ cũng không phải là kiểu như ác ôn vậy. Tôi ngồi tôi rủa mấy hôm với cái công ty đó, tự nhiên tôi thấy nó dẹp luôn hay gì. Nó dẹp không phải là do cái công tôi rủa cả nhà, hiểu không? Xin cả nhà, tôi cũng phải cần đến chính với cả nhà là không phải cái công tôi rủa mà cái kỹ nghệ đó dẹp. Tôi không biết là bắt ôm bắt gió gì đó thôi, nó không có làm với công ty đó nữa, nó không có bán mấy cái máy tự sơn tự phết nữa. Làm như là cái con người ta không có thích cái con robot đó sơn hay gì đó, tôi cũng không rành nữa. Cho nên nó dẹp hết mấy cái máy đó rồi. Thì tôi thấy là trong cái xã hội đeo của mình cũng trở lại một cách bình thường là yên ổn cả nhà. Chứ tự nhiên cái đè đầu ra sơn cái kiểu như vậy, chợ vô duyên chưa? Khách nó vô nó sơn kiểu đó thì nó cũng lợi đâu còn cho tiền thiếp. Ủa robot mà cho tiền thiếp cái vậy? Ra tiệm neo nó mới cho tiền thiếp chứ trong cái con robot mà làm gì nó có tiền thiếp. Bởi vì cho nên tôi thấy nó cũng rất là vô duyên. Tôi nói hả? Lạ kinh khủng là lạ. Đây là những cái tin tức của Chicago đây. Tôi nói Chicago nó cũng rất là lạ. Hôm nay bà con cũng biết là tôi lên trên internet tôi cũng kể tình trạng của Chicago. Và đồng thời á, tin tức cũng đưa tin là Chicago nó y chang như là thành phố New York, nằm chung một cái bệnh là vấn đề người di cư bất hợp pháp từ ở Nam Mỹ đi lên. Đó, tôi nói hả, lên quá trời, ngày nào nó cũng đưa tới mấy chiếc máy bay mà nó âm thầm, nó không có nó công khai. Nó đưa lên, trời ơi, cái sân bay O'Hare của Chicago á, nó chặn ra một khúc để nó nuôi người di cư ở trong đó luôn cả nhà. Tại vì giờ chính phủ chưa có xây nhà kẹp. Đó,
chính phủ nó rất là hắc ám, nó xây nhà nó phải có kế sách, rồi cũng phải có ống cống cầu tiêu, rồi các kiểu, nó rất là tốn tiền và tốn nhiều thời gian để xây nhà. Mà chính phủ hô hào người dân của Chigo nên cho chính phủ mượn nhà hoặc cho mướn nhà để cho người di cư bất hợp pháp vô ở. Và tôi thấy dân Chicago á, nó cũng rất là tốt lòng. Chính phủ kêu quá trời mà không có một thằng nào nó chịu làm hết trơn. Trời, tôi nghĩ cũng chỉ dám ba người đếm đầu ngón tay để nghe lời chính phủ. Gọi ra người ta im re. Cỡ tôi, chính phủ gọi tôi đang nỉ, nhất là cái ông thị trưởng. Thí dụ, ông thị trưởng mà gọi tôi, Hồng Hồng, à, ta nghe nói mày lương thiện lắm Hồng, à, chợ biết bao nhiêu người di cư ở dưới miền Nam lên, nó hùng tan chưa có nhà cửa ở đó. Tối ngày cứ người ta ở trong trạm cảnh sát, cái này người ta ở trong ngồi sân bay rồi mệt nhọc quá. Nhà mày có chỗ chứa mày là ông mày chứa đi Hùng, đó chẳng hạn vậy. Rồi tiền nhà hay là tiền phụ trả tiền sống đồ này nọ, tao phụ lại trả lại cho mày. Chính phủ hỏi tôi câu đó chắc tôi cũng nói là no. Why? Tại sao? Tại sao tôi phải làm cái điều đó? Thứ nhất là nếu mà làm việc chính phủ, làm việc với chính phủ á, cũng phải có điền đơn, ký tên. Mấy cái vụ đó là Việt Nam không có mê. Không có quá. Việt Nam lấy cái check, đi ký check thôi mà còn không muốn ký nữa. Tại Việt Nam chúng ta á, lúc nào cũng nghĩ là bút xa gà chết. Ta không biết con gà tại sao nó chết, mà Việt Nam tao có tên cái chữ ký. Cho nên chính phủ đưa cái đơn kêu ký, ta sẽ không bao giờ ký. Đó là quát. Cái điểm đó là thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa, tự nhiên chứa một người không biết nói tiếng Anh, cũng không biết nói tiếng Việt vô trong nhà mình. Rồi giờ nhà tao ngày nào cũng ăn nước mắm, tao ta kho cá, rồi tao nấu phở cả ngày cả đêm. Rồi giờ tao đưa nước mắm cho thằng ngoại quốc đó ăn, nó có chịu hay không? Lỡ nó ăn mà nó trúng gió, mà nó đi cầu hay là nó đổi thừa là nó trọt dạ dày, có phải tao ăn quả không? Trời ơi, nước mắm là cái gì? Nước mắm là cái loại cá chết, cá ươm, nó hấp thụ đủ 99 ngày đó rồi nó trở thành là nước mắm. Ta nói trong đó có rất là nhiều vi khuẩn với vi trùng, ta không biết là cái loại vi khuẩn gì, nhưng mà cái bụng đứa nào yếu yếu mà ăn nước mắm vô là tao nghĩ nó cũng không phải tồi mạng chứ không phải giỡn chơi. Rồi còn phở, tao nấu phở tao bỏ vô là nào là ngũ vị hương, nó bay mùi lên, tao kho cá nữa không chị. Trời ơi, nội mà ăn cá mắc xương không đủ mệt rồi chứ đừng nói. Tự nhiên giờ chính phủ kêu mình á, vô cho nó ở nhờ ở đậu đi. À, rồi còn nhiêu tiền trợ cứu tao chia thôi, Việt Nam có ham. Bởi cho nên bao nhiêu người Việt Nam của Chicago và những cái thành phố lớn, tôi chưa bao giờ nghe người nào nói ừ với chính phủ hết trơn. Trời, nói nào ngay, tôi cũng là dân nhiều chuyện, tôi nói tôi cũng gọi đầu này gọi đầu đó mà tôi thấy có người nào là nói ừ với chính phủ đâu. Cái tôi gọi qua nhà láng giềng tôi là Mỹ trắng, láng giềng đầu này Mỹ đen, trước mặt cũng là Mỹ. Tôi gọi vòng vòng cái sống của tôi, ê tụi bay, tại vì nó chính phủ rủ cho tiền để cho vì chứa chấp với cái người di cư đó, có tụi bay có đứa nào chứa không vậy? Trời, nguyên cả xóm nó nói chứ nổ không có đứa nào chứa trơn trọi. Vậy tôi về tôi ngủ tôi ngon giấc, tôi nói ờ vậy thật ra là mình cũng không phải là người ác ôn vậy, trời ơi mình cũng là con người đó. Tôi sợ, nói nào ngay, tôi sợ là người ta nói tôi là người ác, rồi tôi sợ chính phủ quở là sao không chịu hợp tác. Rồi người ta đang trong cái thời kỳ hoạn nạn sao không chịu giúp đỡ. Tôi về nhà tôi cũng băn khoăn, tôi nói rõ hình như là mình không có ác lắm, tại vì cả xóm nó đâu có đứa nào chứa đâu. Trời ơi, cái xóm tôi nó không có chứa. Tôi hỏi vòng vòng khách của tôi, xóm của tụi nó cũng không chứa, không ai chịu chứa. Bởi cho nên bây giờ cái số người mà di cư đó nó còn tiếp tục ngủ bụi ngủ bờ tại thành phố Chigo. Mà khổ cái Chigo giờ bắt đầu nó lạnh lên. Tôi nói nó lạnh lên, tôi mặc đồ ra ngoài tôi còn lạnh. Thì lạnh là dĩ nhiên là không biết là ai sống có mùa lạnh thì đã biết cái sự lạnh rồi. Cái lạnh nó lạnh dữ lắm. Lạnh mà không có quần áo là tôi nói là teo bu ri chứ không phải dẫn chơi đâu. Chứ không ai mà chống chọi được. Rồi bây giờ người di cư bất hợp pháp đó, người ta ở trong trạm cảnh sát. Thì trong trạm cảnh sát nó có mấy sưởi. Ở trong sân bay thì sân bay nó có mấy sưởi. Ở khách sạn nó có mấy sưởi. Nhưng còn có rất là nhiều người không có ngủ được ở trong đó. Họ phải làm những cái lều ở ngoài công viên. Lều chính phủ làm nhưng mà nó là lều thôi, chứ nó đâu có hệ thống máy sưởi đâu. Thì nó cũng có dây điện câu vô đồ này nọ. Nhưng mà không biết có phải nói nhiều quá hay là mình ác quá rồi mình bị mắc cục không ta. Ủa, tôi nhớ tôi cũng đâu ác lắm đâu ta. Tôi cũng chỉ có nói không với chính phủ thôi mà, chứ đâu có ác ứ gì đâu ta. Chưa ác lắm. Tôi nói hả, trời ơi, mấy cái vấn đề tình trạng lạnh nó xảy ra bởi bao nhiêu con người di cư bất hợp pháp người ta chịu không có được. Cái người di cư bất hợp pháp gọi lên chính phủ, nói với lại ông thị trưởng á,
nói gì. À, lúc ban đầu á tao tị nạn ở nước tao lên một cái kế hoạch là đi di cư rồi đi băng rừng lội suối đi lậu qua nước Mỹ, thì tụi tao nghĩ là sẽ có một cái tương lai sáng lạng. Nước tao có một số nước ở Nam Mỹ tao trốn chạy cộng sản, thí dụ như là Venezuela, nếu không là bên Cuba. Tụi tao không có ưa chế độ cộng sản nên tụi tao á là đi trốn rừng rồi đi băng suối đi qua đây để mà hy vọng có một tương lai. Tại sao tao qua đây tụi bay không có trách nhiệm lo cho tao dĩ chân trọi vậy đó? Trời ơi, người di cư quốc hợp pháp gọi lên chính phủ nói với ông thị trưởng. Các ông thị trưởng á nó trả lời cái gì nè? Đâu có đâu, nước Mỹ tụi tao văn minh lắm đó. Thật ra là tất cả những nước Mỹ bao nhiêu năm nay là thị cái nguyên thị của nước Mỹ là người di cư mà. Bản thân của tao là người da đen, ông nội ông ngoại tao cũng là nhiều người di cư, bởi cho nên tao thương người di cư lắm đó. Nhưng mà tình trạng tao gọi lên bên ông Bảy á, bên Nhà Trắng á, tao có gọi, tao xin tiền ông Bảy cho không có đủ tiền để tao không có thể nào xây nhà cho tụi bay ở được. Thì tụi bay phải từ từ chứ, trời cũng bỏ tiền không mùa chứ, ráng ở mùa lạnh này đi rồi tới mùa hè tao giải quyết. Cái tụi di cư nói chứ, bà, cái mùa lạnh là con rụng rúng con chết rồi bà. Trời ơi, trời lạnh gì mà bắt ngủ ở ngoài công viên ngủ sao được. Trời ơi, lạnh quá sao tao ngủ được mày. Cái ông kia ổng nói chứ tao cũng có kêu dân chi go giúp đỡ tụi bay cho mướn nhà mướn cửa vô ở chung mà không có thằng nào nó hợp tác hết trơn thì tao phải chịu thì chứ giờ làm sao. Bây giờ mày muốn sao? Cái hàng này cái tụi di cư trả lời gì nè? Tao thấy chính phủ Chicago tàn nhẫn, tao trốn cộng sản qua đây mà tao thấy tụi bay đó cũng không có vừa gì với thằng cộng sản. Cái tình người của tụi bay còn chưa có hiểu được cái đối nhân xử thế, tao thấy rất là bất mãn. Bây giờ tao yêu cầu là tao về nước tao đó, tao không có thèm ở cái Chicago này nữa, bởi cho nên tao cần về nước tao. Mà tao nói trước, tao rất là khó khăn, tao trốn đầu này trốn đầu kia, tao đi vượt biên qua nước của Mỹ tụi bay. Bây giờ tao về tao không có muốn trốn nữa, tại vì cái trốn cái thời gian nó tốn rất là nhiều thời gian. Tao không có muốn vượt biên từ nước Mỹ qua nước Mỹ rồi từ nước Mỹ về nước tao, nên giờ tao yêu cầu tụi bay mua cái vé bay cho tụi tao để tụi tao tự về. Trời, nó nói trả lời vậy đó. Nó còn nói là tao muốn vô với chiếc máy bay là phải có đồ ăn nha, còn phải có xích bên cho tụi tao nghe, là tao ngồi đàng hoàng lên trên phi cơ rồi sau đó tụi bay hết phải chở tao về nước của tao, rồi tụi bay cũng phải gọi luôn tổng thống tao báo luôn là tao sẽ về đó. Nó nói vậy đó. Tại cái nói nó giận hờ luôn á, ông thị trưởng á. Mình nói với tổng thống của tụi tao á là lúc mà tụi tao đi vượt biên đó, tụi tao chỉ có đi vượt biên không có xin phép với chính phủ, bởi cho nên là tụi tao không có visa, không có mộc, không có gì hết trơn á, ra ngoài khu hải quan không có giấy tờ gì hết trơn. Bởi cho nên bây giờ tụi bay lấy máy bay chở tao về là phải nói với lại tổng thống tao trước là chuẩn bị có một số người là tên tuổi tao gì là về nước của tao, về nhà ở nhà ai nấy ở, rồi sau đó tao về chứ tao không thèm ở cái Chicago này nữa. Trời, nó trả lời vậy đó. Xong cái ông thị trưởng ông lên báo chí, ông nói kính thưa các đồng bà của Chicago, trời bây giờ tình trạng đó giờ nó rối răng gì đó cả nhà, biết bao nhiêu người di cư, ta di cư qua cái biên giới của Texas mà tống thốc của Texas đó là không có chịu chứa chấp, bởi cho nên lúc nào ngày nào cũng mang hai chiếc máy bay người di cư lên Chicago, cởi từ năm ngoái tới giờ là mấy chục ngàn người rồi, và ngân khố của Chicago cũng đang lủng lỗ, gọi qua bên liên bang, bên Washington DC xin tiền. Ông Biden nói là chưa có in, gửi chưa kịp, từ từ sẽ gửi đó, bởi vì bây giờ là con người ở đây á đang không có nhà cửa, bởi vì cho nên là bây giờ họ phải ở tạm bợ ở ngoài công viên. Nhưng mà nói nào ngay, mình cũng muốn là người văn minh, mình cũng là người á muốn giúp đỡ cái địa cầu này nó đi lên một cách là nó văn minh hơn. Nhưng bây giờ không hiểu lý do tại sao mà tụi di cư nó giận tụi mình á, tụi bay. Trời ơi, tôi thấy chi cô tốt quá mà hỗ trợ các kiểu, tự nhiên bây giờ nó giận rồi, giờ nó đòi bỏ về nước nó rồi, giờ tôi phải làm sao? Trời ơi, ông thị trưởng ông lên nói giờ tôi phải làm sao? Bao nhiêu người dân Chicago nổi điên lên chửi ông quá trời. Ba, nó giận thì cho nó về đây. Trời ơi, mất ô mất gió gì mà tự nhiên chứa nó ở đây. Thì bây giờ đó tiền của ông Joe Biden đóng cho đó, thì đi mua cái vé đó vậy, rồi chờ kêu cái công ty hàng không có chở nó về nước nó đi. Chứ bây giờ nó muốn về thì giờ thả nó về chứ giờ làm sao? Chứ ở đây nó chửi ngày nào nó cũng chửi. Tao nói dân di cư ngày nào nó cũng kéo tới nhà con thị trưởng nó chửi. Tao nói chửi vàng trời luôn. Nó chửi tiếng của nó chứ đâu có chửi bằng tiếng Anh. Ai biết đó là người gì nó chửi tiếng đó ai biết. Nhưng mà khi nó chửi nó cũng không muốn người dân thông dịch viên để dịch ra tiếng Anh để chửi cho con ông thị trưởng. Tôi nói hả, ngày nào cũng tới chửi nhà con thị trưởng. Ông thị trưởng lúc nào cũng phải bối rối về cái vụ chuyện di cư của bất hợp pháp. Và tôi nói tôi nghe cái tin tức này á, nói nào ngay, tôi phải là dân ác ôn dày, thấy cũng tội nghiệp người ta. Trời ơi, tôi nói
người ta cũng đi di cư cũng rất là khó khăn, người ta đi vượt biên mà đâu phải dẫn chơi đâu, có bà già, có con nít đồ các kiểu, mà người ta đã quá tới đây rồi thì cũng phải muốn có cái cuộc sống đàng hoàng. Tôi thì tôi không có phải là như là cái gì ta, tôi không phải như là gọi là một người rất là đạo đức hay là này nọ, cả nhà hiểu không đó. Nhưng mà tôi thấy là người nhỏ, mình làm chuyện nhỏ, ví dụ như giờ tôi làm nail thì tôi cũng muốn là ủng hộ người di cư vô làm nail, tại vì giờ người thợ nail mình thiếu quá đây chẳng hạn vậy. Còn nếu không tiệm nail mình thiếu khách thì giờ mình cũng muốn người di cư vô làm khách chẳng hạn vậy. Trời ơi tôi muốn dữ lắm đó chứ. Nhưng mà nó cũng phải có cái sự thỏa thuận của tôi với lại cái ông Joe Biden, mà tôi đâu có làm việc với ông Joe Biden đâu, đúng không? Đến phải chi á, mà tôi có cách làm việc với ông Joe Biden là tôi tính vậy. Bây giờ đó, nên hỗ trợ vấn đề kinh tế với nhau. Tiệm nail á, có hai tình trạng. Nếu mà vắng khách á, thì dư thợ, mà nếu mà dư thợ thì thiếu khách. Hai tình trạng đó thôi. Bây giờ đó, thử nghĩ cái chuyện này được không? Người di cư đằng nào cũng được có tiền của chính phủ cho, đúng không? Cho nên là người di cư phải được thừa hưởng cái cuộc sống văn minh của một người nước Mỹ. Chẳng hạn sáng ngủ dậy phải có ăn sáng, trưa phải có ăn trưa, tối phải có ăn tối. Người Mỹ có một cái tiêu chí sống là không được đói bụng. Thứ nhất, thứ hai là người Mỹ không được dốt, phải được đi học, đúng không? Đó. Thứ ba nữa là người Mỹ là không được nằm ở gầm cầu hay là xó chợ, mà người Mỹ phải vô trong nhà ở, có một cái mái hiên đàng hoàng, có nghĩa là ngủ khách sạn, nếu không là ngủ nhà ở đâu đó, chẳng hạn vậy. Đó là những cái căn bản tối thiểu của một con người Mỹ, đúng chưa? Con gái và con trai có sự khác biệt. Con trai thì không bàn cãi, nhưng mình chỉ nói vấn đề con gái. Con gái tiêu chuẩn người Mỹ, thứ nhất có cặp lông nheo dài ra, thứ hai là có bộ móng, chân tay phải sạch sẽ, nó mới là đúng cái tiêu chí của người Mỹ, đúng chưa? Bởi cho nên điều gì cái điểm đó, nếu chính phủ hỗ trợ tại dần sinh sống cho người di cư chưa đủ, phải họ hỗ trợ luôn cái khoản tiền làm đẹp cho người di cư nữa. Lý do tại sao quan trọng là bởi vì người di cư phải cần sạch sẽ đẹp đẽ như con người Mỹ thì người ta mới có cơ hội không có bị kỳ thị. Thứ hai nữa là người ta có thể đi xin việc làm như một con người bình thường, đúng chưa? Chứ bây giờ tự nhiên người di cư nhìn hai nó rất là khập khiễng, ra đường người di cư với lại người Mỹ nhìn một cái trời giật, làm sao người ta có thể sống nổi? Người ta sẽ có cảm giác giống như là bị kỳ thị, bị tổn thương. Bởi cho nên yêu cầu ông Joe Biden phải hỗ trợ thêm một cái số tiền ngân khố để cho người di cư người ta đi làm nail, để người ta có thể là được đẹp lên ngang hàng với lại người Hoa Kỳ, để cho người Hoa Kỳ người ta cảm thấy như người ta được cảm thấy như không có bị xúc phạm. Cả nhà hiểu không? Tôi thấy cái điểm đó rất là quan trọng. Lý do tại sao cho người ta tiền ăn, tiền uống, tiền ở mà không cho tiền người ta đi làm nail? Tôi không hiểu. Nó rất là phi lý. Tôi thấy nó không có đúng. Tại vì á, cái đó là cái sự nhu cầu phẩm mà cả nhà. Nó gọi là giống như là đây không phải là cái sự xa xỉ, mà đây là cái sự cần thiết của một con người. Trời ơi, tự nhiên người ta đã di cư rồi, người ta đã cảm thấy như mặc cảm rồi. Người ta cũng phải cần có cái quần, cái áo người ta mặc để cho nó giống như người Mỹ. Thì tóc tai cũng vậy, nó cũng phải gọn ghẽ. Không lẽ giờ tự nhiên ta người di cư, người ta chui từ trong rừng, người ta chui ra, đầu tóc bầm sờn, toàn là ghẽ lỡ tùm lum. Sao người ta có thể cho là người Mỹ được? Mình rất cần hỗ trợ cho người ta đẹp lên. Nó không phải là đẹp hơn người Mỹ, nhưng đẹp, nó cũng phải cỡ cỡ như người Mỹ, để người ta có sự tự tin, người ta hòa nhập với lại cuộc sống Mỹ. Ông Joe Biden hiểu không? Ông Tổng thống, ông có hiểu ý của tôi nói không? Đó, tôi nói quá rõ mà. Chẳng qua tôi nói tiếng Việt thôi, chứ tôi mà biết nói tiếng Mỹ là tôi cũng sẽ nói tiếng Mỹ đó cả nhà. Mà đã vậy, tôi mà biết số điện thoại của ông mà tôi cũng dám gọi qua ông để tôi có thể giải thích ở cái điều này cho ông. Người ta tự ái, người ta đòi về nước người ta là đúng rồi ba. Phải hỗ trợ cho người ta toàn cái toàn diện chứ. Phải cho người ta tiền. Người ta mệt mỏi, người ta vô người ta làm pedicure, rồi người ta ngồi trên cái ghế massage của người ta đó, người ta có thể hiểu được là cái cuộc sống Mỹ nó là như vậy, để cho người ta có thể yêu đương cái cuộc sống Mỹ của họ, và họ trở thành một con người Mỹ lẻ làng hơn. Còn bây giờ người ta không có cảm giác đó, người ta cảm thấy bị bỏ rơi là đúng rồi. Trời ơi, tay chân người ta phải cần cái móng nè, người ta phải sơn friend nè, chơi lịch sự nè, nếu không người ta phải cần dễ design đồ giống như người Mỹ. Tại vì người Mỹ chúng ta làm mùa nào neo mùa đó, hôm nay lưỡi ma chơi con ma, qua ngày mai lưỡi gà tay dĩ con gà đó. Thì bây giờ người di cư cũng phải vậy. Mà trong cái đó người Mỹ người ta xài đâu có nhiều tiền. Bình quân người Mỹ á, người ta xài đâu khoảng chừng 150-200 đô la cho vấn đề làm tay chân. Thì giờ người di cư thì cũng phải cho người ta 100 cho, coi như là 50% off rồi chứ còn gì nữa.
đúng không? Thay vì người Mỹ người ta làm bộ móng 2 tuần người ta tới làm, người di cư ít chứ không phải là 1 tháng tới làm 1 lần cũng được. Bởi tôi khuyến khích ông Joe Biden phải nên cho thêm cái khoản chi phí đó, đặc biệt nhất là con gái, con trai tính sao. Tôi chưa nói vấn đề con trai, tôi đang nói vấn đề con gái thôi, tại tôi làm nơi neo, tôi hiểu được cái sự tầm quan trọng của người con gái. Ông Joe Biden hiểu không? Ông phải cho người ta ít nhất $100 là con gái, rồi sau đó người ta sẽ yêu cái cuộc sống Mỹ, người ta không có bỏ về. Chứ bây giờ người ta không có hiểu được cái cuộc sống Mỹ cho nên người ta đòi bỏ về. Ông hiểu ý tôi nói không? Hiểu không? Hiểu cái tầm quan trọng không? Đó, cũng như tôi nè, trở hồi xưa tôi Việt Nam qua tôi cũng rất là buồn bực, tại vì tôi thấy nước Mỹ rất là xa lạ, đúng không? Mà tại tôi hên có cái là hồi xưa tôi qua đây tôi còn nhỏ, bởi vì cho nên tôi má tôi kêu đi học, tôi sắp xếp tôi đi học, cô giáo dạy gì tôi ngồi đó tôi học cái nấy, tôi không có nhiều chuyện. Còn bây giờ người ta di cư, người ta qua đây người ta không có người đi trước hướng dẫn thì người ta bỡ ngỡ thôi. Hồi xưa tôi qua Mỹ tôi thấy nó cũng buồn. Tại đó trước khi qua Mỹ nghe, đầu óc của tôi nghĩ cái nước Mỹ nó rất là lạ. Tôi nói hả? Ở Việt Nam á là tôi ở dưới Phan Thiết, mỗi khi mà ở từ Phan Thiết tôi lên Sài Gòn tôi thấy như là một cái thiên đường. Tôi thấy Sài Gòn đèn xanh đèn đỏ quá trời quá đất luôn. Tôi nói hả? Con gái xức dầu thơm, con trai thì dọn đồ vô thùng, tôi nói rất là lịch sự. Bởi cho nên tôi tưởng tượng cái Sài Gòn nó rất là nhộn nhịp. Tối xuống một phát là xe nó chạy inh ỏi các kiểu. Tôi qua Mỹ tôi nghĩ nó còn vui hơn cái Sài Gòn. Nhưng khi tôi qua Mỹ trời nó khác biệt. Mỹ nó không có đi cà nhỏ. Bởi cho nên nó rất là vắng ngắt. Con đường nó vắng ngắt. Không ai lên đèn, không ai xức dầu thơm. Không ai. Tôi không nghe được con người đi qua đi lại. Bởi vì tôi tưởng sao cái nước Mỹ gì nó chán dễ sợ gì. Tôi cũng bị hụt hẫng dễ sợ luôn đó. Tôi tiếng Anh nó gọi là depressed ở cả nhà. Trời tôi stress dễ sợ luôn. Tôi mới vừa qua Mỹ. Xong rồi tôi cũng may có cái người đi trước á, người ta giải thích tôi. Hùng, mày hiểu được cái lý do tại sao mày đi qua Mỹ không Hùng? Xong cái tôi nói chứ, thì biết chứ, nhà nghèo quá. Ở Việt Nam không biết làm cái quý gì mà nó nghèo kinh khủng. Bởi cho nên đi qua Mỹ muốn đổi đời. Trời ơi, qua Mỹ mới dặn à, qua đây làm giàu thôi, chứ ai biết qua Mỹ làm chi. Đó, cái tôi nghĩ đơn giản vậy đó, cả nhà tôi qua Mỹ đều có một cái lý do. Trời ơi, qua Mỹ cho đổi đời, chứ ở Việt Nam ăn khoai lang khoai mì hoài nó ngán. Tôi nói trời nó chán ơi là chán, ngày nào nó cũng ăn cơm trộn. Trời ơi, tôi là người phụ trách nấu ăn phụ trong nhà tôi biết. Gạo á thì phải lựa sạn với lựa đá đất cát hoang bên, rồi sau đó cắt khoai lang bằm bằm trộn vô rồi bắt lên. Tôi nói khoai lang khoai mì trộn với cơm, không biết cái nào là cơm cái nào là khoai mà ngày nào cũng ăn như vậy nó rất là ngán. Làm hoài nó không có ra tiền, bởi cho nên tôi hận luôn cái chữ nghèo luôn. Cái tôi ước mơ là cuộc đời của tôi sẽ được giàu. Cả nhà tôi có một cái kế hoạch đi qua Mỹ là đổi đời. Bởi giờ tôi qua Mỹ tôi đổi đời, tôi không có muốn bị nghèo kiểu như vậy nữa, tôi khó chịu. Đó cái kiểu như vậy. Tôi không phải là ước mơ sang giàu, nhưng chẳng qua tại vì tôi khó chịu thôi. Trời tôi ăn cái kiểu đó ăn không có nổi. Bởi cho nên là tôi qua bên Mỹ, cái qua bên Mỹ gặp được người ta hướng dẫn cái tự nhiên tôi cảm thấy tôi quý, tôi cảm ơn cái vấn đề đó. Còn giờ người di cư ở Chicago người ta chưa có hiểu, bởi cho mình là người đi trước mà nó cần hướng dẫn đó, thì người Mỹ người ta phải cần hướng dẫn, nói cho ông Joe Biden nghe, nói chuyện với là ông thị trưởng của chúng tôi nghe, mày không phải là chỉ có giúp đỡ nhà cửa người ta ở đâu, cho quần áo không đâu, ăn uống không đâu, phải cho vô tiền làm đẹp nữa để hỗ trợ cho người di cư. Rồi sau đó người di cư vô trong tiệm nail ngồi làm nail, làm đẹp cho nó giống người Mỹ, thì người Việt Nam mình mới có việc làm, coi như là khách. Cả nhà hiểu không? Đó, rồi sau đó nếu mà người di cư chưa có việc làm mà tiệm nail mình nó cứ khách quá đông, thiếu thợ, thì người di cư có thể đi học nail, rồi sau đó vô tiệm nail chúng ta trở thành thợ. Trời ơi, tôi nói cái kế hoạch của tôi nó rất là chu đáo, nó hay quá trời hay, mà tôi không biết chia sẻ kế hoạch này với ông Joe Biden như thế nào cho ông hiểu, cho ông hiểu được cái điểm đó. Trời ơi, hỗ trợ người di cư, người ta có tiền người ta làm đẹp, rồi sau đó người ta thì cái kinh tế nó gọi là cái hệ sinh thái nó đi cái dòng như vậy, có phải là nó có thể là ủng hộ cái nền kinh tế của chúng ta lên ào, thấy chưa? Tôi thấy nó rất là hay ở cái điểm đó luôn đó cả nhà. Bởi cho nên tôi thấy là Chicago phải nên nghĩ sao, chứ tự nhiên người di cư về hết trơn hết trọi. Người ta về người ta cũng hận nước Mỹ chứ đâu phải vẫn chơi tội nghiệp người ta. Trời, người ta băng rừng lội núi, người ta bỏ mạng, người ta đi qua đây ở giờ tự nhiên đi về mất công, không thấy tội nghiệp. Tôi thấy cũng hơi tội nghiệp. Có cái điểm này là bắt đầu ngày mai là ngày cuối cùng của lễ gà Tây. Tôi ráng cố gắng sẽ lên livestream thường trực là bởi vì tôi đang rảnh. Điều đó không có khách. Điều đó hơi ế. Bởi vì cho nên tôi thấy tôi cũng hơi rảnh.
Mà nếu mà cả nhà rảnh thì cả nhà nên share livestream của tôi và chúng ta cùng lên đây chia sẻ cái kinh nghiệm nhiều chuyện của chúng ta để chúng ta có thể hỗ trợ cuộc sống chặt chẽ hơn. Cả nhà hiểu không? Cho tôi nhiều chuyện một cái việc này. Tiệm của tôi mới order một đống dầu như thế này của thương hiệu Hằng. Cái công ty này nó làm cái chai dầu nhỏ như vậy nè. Tôi nói mở ra nó cũng rất là thơm, cây cọ cũng rất là đẹp. Thơm quéo luôn. Mà được con cái á, là cái thiết kế của cây cọ nó rất là ngựa. Ngựa không phải là cho chúng ta xài, mà ngựa để cho chúng ta mua rồi tặng ngược lại khách của chúng ta. Tôi nói cái mùa Noel này tiệm của tôi á, order là 600 chai dầu như thế này để tặng cho khách. Thì nó cũng rất là rẻ. Là bởi vì công ty đang có promotion, mua 200 chai chỉ có $300 và có free shipping trong nước Mỹ, không tính Puerto Rico, Alaska với Hawaii, tại vì cái đường vận chuyển nó rất là xa. Bà con nào muốn mua những chai như thế này thì cứ inbox cho tôi nhiều chuyện, tôi kêu công ty gửi giùm cho. 200 chai $300 rất là thơm, rất là xinh, tặng cho khách rất là ok. Đồng thời đó, bà con nào muốn tham gia vào vấn đề được tặng quà cái gift box của tôi vào mùa Christmas này thì cả nhà cứ message vô trong riêng như tôi, có cái địa chỉ và tên tiệm số điện thoại thì tôi sẽ có biết được thông tin để tôi gửi quà ra. Trong cái thùng quà gồm có là thương hiệu Quay Gel tặng quà, thương hiệu Pyramid tặng quà, thương hiệu Nail Polish tặng quà, có công ty Chisel tặng quà, có công ty Vido tặng quà 531 đồng cho cái voucher của công ty Vido. Công ty Vido là một công ty technology mới, chủ của công ty này là người Việt Nam. Họ đang có một cái chương trình build website và có một cái appointment book online rất là gọn, rất là dễ xài. Thì họ tặng $531 cho những người nào ký hợp đồng 3 năm, trả tiền ngay với họ. Tôi không rành là một tháng bao nhiêu tiền, hình như là mấy chục đô thôi. Bởi vì cái app Vido chỉ có 1 đồng một ngày. Thì cái giá cũng rất là mềm, hỗ trợ cho những người nào mà lấy appointment book và có website luôn. Cứ liên lạc công ty Vido, nếu không cứ comment hoặc message cho tôi sẽ nhiều chuyện gửi qua cho công ty Vido. Đồng thời thì cũng có công ty là financial của người Việt Nam mình ở Chicago cũng ủng hộ. Tôi cũng có được may mắn có rất là nhiều công ty ủng hộ và xin voucher cho làm một cái gift box gửi đi cả nhà. Người nào mà muốn có gift box thì cứ nhắn tin vô cái message. Cái gift box đó chỉ có 2.000 thùng quà mà thôi. Cho nên là nếu mà những cái danh sách nào mà phía sau 2.000 thì hết quà rồi. Sở dĩ mà tôi chỉ làm 2.000 thôi là bởi vì cái số mà packing quà, nhận quà, gửi quà, gói quà nó tốn rất là nhiều công. Và đồng thời tiền cước phí của cái gift box nó cũng rất là mắc tiền. Không biết trị giá cái gift box này là bao nhiêu tiền và cái gửi cước phí đó là bao nhiêu, cái con số đó chưa ra cụ thể, nhưng mà tính sơ sơ cái tiền cước phí gửi 2.000 món quà là nó tính tới mấy chục ngàn đô, cho nên nó cũng hơi khó. Nếu mà gửi thêm thì rất khó. Thì cả nhà cứ việc message cho tôi riêng về vấn đề gift box nhá, thì để cho tôi có thể biết được cái danh sách và tôi gửi đi, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Và đồng thời cả nhà, good luck to you for tomorrow, it's gonna be the last day of the before Thanksgiving. Ráng cố gắng đi shopping Black Friday để cho nó được vui và hạ giá. Ngoài ra thì cuối tuần này đó, trong Thanksgiving đó, ngày thứ sáu là Black Friday. Năm nay Black Friday của Hùng thì Hùng sẽ làm việc với lại công ty Journal, là cái công ty trụ sở chính là Nail Job đó. Thì năm nay họ có mời Hùng tới tham gia cái chương trình của họ để bán hàng online Black Friday hỗ trợ cho cộng đồng Việt Nam, đặc biệt những người làm nail cho nó vui. Thì Hùng cũng rất là ham vui, cho nên Hùng phụ trách lên đó để khoe những cái món hàng mà được bớt tiền. Và hy vọng là Hùng cũng xin thêm công ty Journal có thể markdown nhiều hơn nữa để cho người Việt của mình đi shopping nó được vui hơn xíu. Bà con nào rảnh thì cứ dán coi livestream của tôi vào ngày thứ sáu, chiều thứ sáu ở tại Tampa, Florida. Và cuối tuần này thứ chủ nhật và thứ hai là Hùng sẽ đi lên trên Orlando, bởi vì có một cái nail show demo. Hùng sẽ đi với thương hiệu Pyramid. Pyramid có rất là nhiều sản phẩm và họ có một cái dòng sản phẩm cực kỳ là mới. Họ có một cái book gọi là cái danh sách của cái những cái màu làm nail là có 144 màu trong một cái collection mới đó. Thì tiền sử của công ty Pyramid họ đã có trên thị trường là khoảng 5-6 năm rồi. Họ làm rất là nhiều màu, cái số màu họ làm ra lên tới hơn 800 màu. Nhưng trong cái collection này họ chọn chỉ có 144 màu mà thôi, bởi vì màu đó là màu ưu việt, những cái màu mà trong thị trường nail mình hay xài. Và cái cách pha màu và quẩy bột của họ rất là mới, có nghĩa là dễ đắp,
không marble màu rất là chuẩn bỏ trong cái collection đó. Thì không biết là trụ sở Nail Supply ở Orlando họ bán là bao nhiêu tiền. Thì Hùng đi là đi với thương hiệu Pyramid. Nếu các anh chị nào đang ở vùng Orlando thì ráng theo dõi cái chương trình của Hùng, hoặc là đi ra ngoài trụ sở, có thể giờ mình hẹn hò với nhau, mình tám một xíu, hoặc là mình có thể mua hàng on sale với Hùng trong cái dịp cuối tuần này nhá. Love you, bye bye, mà.